Chúng ta tiếp tục đến với cái diễn biến thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì đầu tiên là chúng ta thấy là nổi bật nhất là cái nhóm thép. Khi mà chúng ta thấy là Hòa Phát ngày hôm nay tăng rất là mạnh 4%. Thì phải nói là đây là một cái phiên tăng mạnh nhất của cổ phiếu Hòa Phát từ giai đoạn đầu năm đến bây giờ. Liệu cái nhóm thép nó có vào sóng hay không? Thì tí nữa Hòa sẽ trả lời những cái câu hỏi này. Thì trước tiên thì anh chị em nào đang xem video thì bấm vào cái nút like ở phía dưới cái video này giúp Hoàng. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá sơ bộ qua cái diễn biến thị trường cũng như là chúng ta cập nhật lại cái xu hướng của VN Index ở cái giai đoạn hiện tại cũng như là các cái hành động của nhà đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta nên làm cái gì để nó phù hợp. Ok, thì đầu tiên là chúng ta thấy là thị trường ngày hôm nay chúng ta thấy là kết thúc đóng tăng 6,74 điểm và chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà đều đến từ giai đoạn là kéo cuối phiên và chúng ta thấy là ngày hôm nay tiền bắt đầu vào khoảng 2 giờ trở đi thì chúng ta thấy là thanh khoản ngày hôm nay là 17.000 tỷ. Thì chúng ta thấy là nó so với phiên ngày hôm qua thì nó tương đối là tích cực, nó thể hiện cho cái lượng cầu tiếp tục vào thị trường. Thì với cái việc mà thị trường đang vận động tích cực như thế này thì anh chị em chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là tìm những cái cổ phiếu chúng ta đánh hoàn toàn là ok, bởi vì thị trường nó chưa bước vào những cái vùng mà nó có cái rủi ro của nó. Thì thị trường nó vẫn tương đối ok thôi. Thì đấy là lý do tại sao Hoàng nhận định cho anh chị em trong cái room là xu hướng đi ngang đoạn này, tiền đang vào cơ bản thì vẫn có thể đánh được. Và chúng ta thấy là thị trường nó đang sideway ở trong cái biên độ là 1.95 đến 1.130. Thì chúng ta chỉ quản trị rủi ro khi nào, chúng ta chỉ lưu ý rủi ro khi nó mất cái vùng 1.95 thôi. Và hiện tại đang vùng sideway như thế này thì hoàn toàn là chúng ta có thể là yên tâm để chúng ta nắm những cái cổ phiếu được. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể là lưu ý. Và trong giai đoạn hiện tại, nếu chị em nào để ý thì cái việc phân phối dòng tiền thì Hoàng đã nói trong những cái video trước rồi. Trước giai đoạn điều chỉnh là chúng ta thấy là dòng tiền đều được vào các cái cổ phiếu penny rất là nhiều, và chúng ta thấy là sau giai đoạn điều chỉnh thì chúng ta thấy là dòng tiền nó rút khỏi các cái cổ phiếu penny, và chúng ta thấy là các cái cổ phiếu penny nó đã bị đứt gãy, và chúng ta thấy là dòng tiền nó sang các cái cổ phiếu cơ bản có những cái câu chuyện như là những cái câu chuyện hạ lãi suất, thì chúng ta thấy là nhóm chứng khoán lên rất là mạnh. Còn về ngân hàng thì chúng ta thấy là nó đang vướng vào câu chuyện nợ xấu thì nó không lên được, thì chúng ta thấy là chủ yếu là nó vào các cái cổ phiếu ngành tài chính thì nó vào ngân hàng này, rồi các cái cổ phiếu đầu tư công thì chúng ta thấy là nó nổi bật nhất là hai cái nhóm ngành này. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay là có những cái tín hiệu nhóm thép nữa, thì chúng ta thấy là cái phân bổ dòng tiền trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy là cái cấu trúc thì nó vào các cái cổ phiếu cơ bản, và chúng ta thấy là riêng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái dòng tiền nó phân bổ đều ra toàn thị trường. Thì nói chung là tiếp tục thị trường có một cái phiên giao dịch tích cực, và chúng ta thấy là sau phiên điều chỉnh ngày thứ hai thì chúng ta thấy là có hai phiên phục hồi ngay lập tức. Thì chúng ta nhìn vô đây thì chúng ta thấy là thị trường đoạn này biến động nó cũng tương đối mạnh, và biến động tương đối mạnh như thế này thì anh chị em chúng ta cầm một cái tâm lý, nói đơn giản là tâm lý của chúng ta phải lì một chút thì chúng ta mới đánh được. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể là lưu ý về xu hướng thị trường. Chúng ta chỉ sợ rủi ro, quản trị rủi ro, và lưu ý khi mà nó mất 1.095, đấy là cái mốc mà anh chị em chúng ta cần lưu ý. Còn từ đây lên trên thì chúng ta không cần lo, vẫn duy trì ổn định trên cái vùng này thì anh chị em chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là tìm cổ phiếu chúng ta đánh được. Thì tiếp theo thì Hoàng sẽ đến cái phần là chúng ta đánh giá một số những cái nhóm ngành, đặc biệt là cái nhóm thép ngày hôm nay khi mà chúng ta tăng rất là mạnh. Đầu tiên thì Hòa Phát thì là một cái cổ phiếu Hoàng nói từ rất là lâu rồi. Khi mà chúng ta thấy là sau phiên breakout ngày 7 tháng 6 thì chúng ta thấy hàng về nó vẫn duy trì trên được cái vùng 22.5 là cái đường màu xanh này, thì chúng ta thấy là nó tiếp tục một cái xu hướng tăng, và Hoàng kêu anh chị mua từ những video mà Hoàng làm rồi. Chúng ta mua hoàn toàn vùng này thì hiện tại đang lãi như thế này thì anh chị em chúng ta cứ tiếp tục cầm, vì những cái cổ phiếu này đang có trend rất là tốt. Còn Hoa Sen ở đoạn này Hoàng thấy là tương đối yếu nè, chúng ta thấy là nó không có những nhịp bứt phá tốt lên được, thì đoạn này Hoa Sen thì không nên tham gia, chúng ta tập trung Hòa Phát thôi. Hoặc là Nam Kim ngày hôm nay cũng có những cái tiến triển mới khi mà nó bước vào những cái trend tăng mới này, thì Nam Kim thì anh chị em chúng ta có thể là chú ý được, đúng không ạ? Thì nhóm thép hiện tại Hoàng thấy nổi bật nhất là Hoa Sen, Nam Kim và một số những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ, đúng không ạ, như là TVN thôi. Còn hầu như là các cái cổ phiếu khác thì Hoàng thấy là nó tương đối là nó yếu so với thị trường. Thế anh chị em mà đánh nhóm thép thì tập trung ba cái cổ phiếu này. Hòa Phát thì anh chị nếu mà anh chị xem video mà anh chị chưa mua thì lỡ cái điểm mua rồi thì có thể là chú ý Nam Kim. Đấy là những cái điều mà anh chị em chúng ta có thể chú ý nhóm thép. Tiếp theo là chúng ta đến với
nói về nhóm ngân hàng một chút, thì nhóm ngân hàng đợt này Hoàng thấy là có mỗi STB là những cái cổ phiếu nó tương đối ổn so với các cái cổ phiếu ngân hàng khác, nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn lên dần dần đều. Nhưng mà thật ra nhóm ngân hàng thì nó thật ra nó không có cái sóng mạnh, bởi vì cái sóng mạnh của nó thì nó diễn ra trong năm 2021 hết rồi. Và đoạn này thì sóng ngân hàng nó lại có những cái câu chuyện nó tương đối xấu, đó là liên quan đến nợ xấu. Thì chúng ta thấy là nhóm ngân hàng hầu như là rất khó để có những cái sóng tăng mạnh để mang lại cái lợi nhuận được. Thì nói chung là nhóm ngành tài chính thì hiện tại chỉ có chứng khoán là ok nhất thôi. Để chứng khoán thì anh chị em chúng ta có thể chú ý những cái cổ phiếu như là CTS này, ngày hôm nay chúng ta thấy là vượt đỉnh cái vùng 20 thành công. Thì chúng ta thấy là một cái cây vol tăng tuyệt đối, và chúng ta thấy là chờ hàng về, nếu mà giao dịch ổn định trên vùng 20 anh chị hoàn toàn có thể là mua được. Còn đoạn này thì chúng ta thấy là VCI, VND thì hoàn thấy là đoạn này nó tương đối yếu rồi, đúng không ạ? Giống như là VND thì nó cần vượt cái vùng 20 và nó giao dịch ổn định trên vùng 20 thì lúc đấy thì chúng ta mới có những cái điểm mua. Hiện tại đang quanh quẩn dưới 20 như thế này thì nó cũng tương đối là rất là khó và nó rất là chậm. Chúng ta chú ý những cái vấn đề đấy. Ngày hôm nay HCM cũng lên. HCM thì chúng ta cũng có thể là chú ý này, chú ý xem hàng về như thế nào. Mặc dù là cây vôn ngày hôm nay nó tương đối là nó thấp so với cái phiên ngày 16 tháng 6. Tuy nhiên nó vượt vùng 28 thì nó đang hình thành một cái trend. Thì anh chị em chúng ta chờ hàng về để chúng ta xem xét có điểm mua. Thì nói chung là nhóm ngành chứng khoán thì Hoàng đang có những cái cổ phiếu như là CTS, FTS là những cái cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể chú ý được. Hoàn toàn có những cái điểm mua mới. Nhưng mà chúng ta phải quan sát cái hàng về xem nó có lừa hay không, đúng không ạ? Lừa hay không có nghĩa là break out fail hay không. Thì đấy là những cái cổ phiếu chứng khoán mà anh chị em chúng ta có thể chú ý. Rồi chúng ta sang các cái cổ phiếu đầu tư công. Đầu tư công thì KSB hiện tại đang duy trì một cái trend tăng rất là tích cực. Nhưng mà chúng ta thấy là với cái việc mà di chuyển vol đều như ngày và hôm nay chúng ta thấy là một cái vol đột biến như thế này thì thường nó sẽ không bền. Thì chúng ta phải chờ hàng về chúng ta xem. Đấy là những vấn đề mà anh chị em chúng ta có thể chú ý. Còn Likoji thì đoạn này Hoàng thấy là lên vẫn tốt, lên mà vol cứ đều như này thì nó tiếp tục một cái xu hướng. Thì nói chung là sau giai đoạn trước khi mà nó chỉnh về cái vùng 12.8 mà nó không để mất, đúng không ạ, thì nó vẫn duy trì được một cái trend tăng. Cái đoạn này là cái đoạn mà thực hiện hành vi giá thôi. Thì Likoji hiện tại đang duy trì trend tăng rất là tốt, anh chị có hàng chúng ta nên gồng. C4G ở vậy, C4G là một cái cổ phiếu Hoàng nói rất là lâu rồi. Nói chung những cái cổ phiếu này anh chị nắm thì hoàn toàn là cái rủi ro nó rất là ít, bởi vì chúng ta thấy những cái cổ phiếu này nó kiểm soát giá và thường nó sẽ lên dần đều, nó không sốc nhưng mà nó sẽ lên bền. Cái quan trọng là anh chị em chúng ta phải lì là chúng ta nắm cơ. Thì nói chung là đầu tư công thì có một số những cái cổ phiếu đấy là cục thêm. Còn CTD, FCN thì Hoàng nghĩ là đoạn này thì nó qua những giai đoạn hay của nó nhất rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta không nên tham gia. Đấy là những điều mà anh chị em chúng ta cần chú ý. Tiêm một ngày hôm nay lên cũng rất tích cực nè, đúng không ạ? Tích cực. Nhưng mà với một cái cây đột biến như thế này thì thường nó sẽ không bền. Thường nó sẽ không bền thì chúng ta, anh chị em có hàng thì chúng ta gồng thôi. Còn vị thế mua thì nó sẽ không có đâu. Đấy là những cái nhóm ngành đầu tư công cho anh chị em. Rồi chúng ta sang qua một chút những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí. Dầu khí Hoàng thấy là BVS nó vẫn lên tương đối ok, nó chưa có những cái tín hiệu phân phối thì chị em hoàn toàn có thể là gồng được. BVC đoạn này cũng tương đối ổn, ngày hôm nay đáng lẽ là break out qua khu vực 19 rồi, nhưng mà chúng ta thấy là do tiền nó vào các cái cổ phiếu chứng khoán hay là thép hết rồi, thì những cái cổ phiếu này thì chúng ta sẽ chờ, khả năng cao thì nó cũng sẽ vượt thôi. Thì BVC Hoàng đã tư vấn anh chị mua quanh vùng 18 rồi, chúng ta cứ tiếp tục là chúng ta gồng, chúng ta đừng có sợ. Thì đoạn này thì nói chung là cái danh mục thì chủ yếu là chúng ta đã bán bớt những cái cổ phiếu Penny rồi, và hiện tại chúng ta quay sang chúng ta đánh được BVC và một số những cái cổ phiếu cơ bản khác. Thì hoàn toàn là anh chị em chúng ta có thể là tiếp tục là chúng ta gồng lời ở những cái cổ phiếu đấy. Thì đến giai đoạn nào chốt lời thì Hoàng sẽ nói sau, sẽ nói sau khi nào có tín hiệu thì chúng ta mới biết được. Còn hiện tại thì anh chị em cứ gồng lời, gồng lời. Và cái điểm quản trị rủi ro cho thị trường là 1095, khi nào mà mất cái mốc đấy thì chúng ta nên cẩn thận. Còn hiện tại là các cái cổ phiếu thì nó chỉ xoay quanh đầu tư công, chứng và thép thôi. Còn những cái cổ phiếu như là bất động sản công nghiệp đợt này còn thấy nó vật lên nhưng nó tương đối yếu, nó không được như những cái nhóm ngành khác, đúng không ạ? Giống như IDC là lên nó cũng tương đối yếu. Rồi chúng ta thấy là Kinh Bắc lên cũng yếu, rồi ITA thì cũng hết sóng rồi, đúng không? ITA thì Benny cũng hết sóng rồi. Nói chung là đoạn này thì nó chỉ xoay quanh những cái câu chuyện giảm lãi suất như vậy thôi. Nói chung là chúng ta đánh chủ yếu là nhóm đấy. Đấy là những vấn đề mà chị em chúng ta có thể là lưu ý.
còn những cái cổ phiếu khác thì chúng ta quan sát thôi, nó chưa có những cái câu chuyện hay thì nó sẽ chưa lên ngay được. Ok, thì đấy là những vấn đề mà anh chị em chú ý trong cái video ngày hôm nay. Chúc anh chị em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ. Một video đơn giản thôi, nói cho anh chị em về cái xu hướng thị trường. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.